rồi mà còn hơi yếu. Ủa còn Hưng đâu con? Anh mới đi rồi mẹ. Hưng nó ảnh ngoại tình đúng không ạ? Ảnh ngoại tình được bao lâu rồi mẹ? Ba năm. À mẹ về. Mẹ về rồi nè, con của mẹ. Thôi cất cặp đi rồi vào ăn cơm con. Dạ. Nè ăn nhiều vào nha. Mẹ cũng ăn nhiều vào nha mẹ. Cảm ơn con nha. Ủa cả nhà ăn cơm rồi hả? Ăn đi con.